Chiều ngày 12 tháng 3 tại hội trường Ủy ban Nhân dân phường Trần Phú, Ban Pháp chế và Ban Kinh tế Xã hội, Hội đồng Nhân dân thành phố đã tổ chức hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và các ban Hội đồng Nhân dân phường xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2021-2026. Dự hội nghị có đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố. Hội nghị trao đổi kinh nghiệm hoạt động giữa các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và các ban Hội đồng Nhân dân phường với chủ đề Giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của các ban Hội đồng Nhân dân. Xác định giám sát là một trong những chức năng quan trọng của Hội đồng Nhân dân các cấp. Do đó, trong nhiệm kỳ 2021-2026, chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của các ban Hội đồng Nhân dân hai cấp, thành phố và phường xã được đẩy mạnh, nâng lên và có nhiều chuyển biến rõ rệt. Việc lựa chọn nội dung để giám sát chuyên đề ngày càng đúng và trúng, phù hợp với tình hình thực tiễn. Quy trình và cách thức tổ chức giám sát dần bài bản khoa học, phương pháp giám sát có nhiều đổi mới. Năm 2023, các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và phường xã đã hoàn thành 43 cuộc giám sát chuyên đề. Với mục đích nâng cao hơn nữa chất lượng các cuộc giám sát chuyên đề của các ban Hội đồng Nhân dân trong thời gian tới, tăng cường hoạt động trao đổi nhằm nắm chắc các trình tự thủ tục, chia sẻ những cách làm hay, sáng tạo, những khó khăn vướng mắc trong thực hiện hoạt động giám sát chuyên đề. Tại hội nghị lần này đã có nhiều ý kiến phát biểu tham luận của các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và phường xã, tập trung trao đổi về 3 nhóm vấn đề chính. Cũng tại hội nghị, đồng chí Trần Thị Hà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố đã phát biểu một số ý kiến chỉ đạo đối với hoạt động giám sát chuyên đề của các ban Hội đồng Nhân dân. Qua đó góp phần định hướng quan trọng để các ban Hội đồng Nhân dân thành phố và phường xã hiểu sâu, nắm chắc, triển khai có hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề trong thời gian tới.